tiền cho một cái gọi là vĩ cung của Singapore để coi như thế nào nhá. Hôm năm lần nên cuối cùng mình tới đây thì mình không có vô trong cái khu này, nên đây là đầu tiên mình tới aquarium cùng với anh Mập. Mình không biết Mập mà áo ngực để làm gì, nhưng mà chắc là để nâng vú lên thôi. Nói gì vậy? Sống ngực. Đâu cũng có nhà vệ sinh là thế đéo nào. Nên bảo là nước là ở everywhere. Nice. Được nha. Thủy cung nha, thủy cung nha, trôi đi. Anh biết nói chuyện với cá không sợ? Với cá. Anh không có tóc vàng em. Mập ơi, Mập biết nói chuyện với cá không mà? Ấm. Tôi nghĩ là nhóc kia nó biết nói chuyện với cá. Còn xíu xíu nó phá vỡ cái bữa này. Đó, nguyên thầu tàu nó. Chưa phải là hết đâu, còn tí hồi còn đi vô trong cái hầm. Đây là loài cá gì ta? Đây là gọi là dân giang hồ, người ta gọi là cá cảnh đó cậu. Dân giang hồ gọi là cá cảnh, đừng có nghĩ là cá cảnh đâu. Dân giang hồ ở đây là loài cá biển. Con cá bự gì chỉ có cá biển hả cậu à? Biết nói chuyện với cá không? Không. Biết nói chuyện với cá không? Cho khi tao là aquarium. À, tuyệt vời. Tao là Awarium. Tao là Awarman. Awarvina. Ừ, trước khi tao là Awarvina. Ây da, đây nhiều gái xinh quá hả? Anh em nói còn gái xinh. Gì à? Thì tất nhiên phải mỏi rồi. Bây giờ gọi đây nhiều gái xinh quá, anh em muốn coi gái xinh không? Ây da, không phải cái này. Bây giờ càng không phải cái này. Hết gái xinh rồi anh em à. Hết gái xinh rồi. Cái chỗ này người ta gọi là tác dụng của di cá. Tác dụng cá mập. Tác dụng cá mập, cá mập này làm di cá. Có thể làm thuốc. Có thể làm dây chuyền và có thể làm thuốc sắc silver oil, sắc liver oil. Dầu. Dầu gì vậy? Kiểu mỹ phẩm á. Hả? Có cái meme được nhắm mắt ngặt lồn trôi nữa. Nó là red white shark, nó là cá mập trắng cộng đồ. Cá mập trắng cộng đồ. Thiệt cái má, xương thiệt cá mập. Ồ không, xương. Ồ xương dạ dạ, xương dạ. Má coi cái mặt cá mập kìa, đỉnh cao vãi liền luôn. Ok, chúng ta cùng qua đây coi cá mập anh em à. Qua đây coi cá mập thiệt. Đầu tiên thấy cá mập thiệt luôn ba. Đù. Cái này không phải là cái màn hình đâu anh em à. Nó là cá mập thiệt á. Nó không phải màn hình. Con đầu cua à. Ui cái gì vậy? Con mấy cái đầu. Con mấy cái đầu. Ui có mấy con đó à? Nó kiểu con mắt nó không tại mình nhìn ngang á, mình phải nhìn qua bên này. Con mắt nó những con mắt nhưng mà sao nó bị ở đây vậy? Hả? Nó con mắt nó bị gì vậy? Nó đéo cần mắt mày hiểu không? Sao bơi được hay vậy? Ở đây thì là có một con cá. À thôi con này không phải con cá, con này là anh Ấn Độ. Ôi đi, đẹp vậy. Vậy lại em ơi, mấy con này nó biết phát sáng nè anh em. Mấy này dạ quang nè ba. Mấy này dạ quang nè. Phát sáng. Vô. Đẹp phải anh em. Mình về cả đời đéo bao giờ đi mấy cái gọi là thủy cung aquarium. À, đẹp phải đái mấy ông ơi. Cái cam tôi quay không rõ lắm thì mấy ông thông cảm nha.
quay đẹp phải liền luôn đây. Đâu 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 đâu. Nó quay có một cái nè. Nó nguyên con á. Nó nhầm góc quá. Ok con tôm. Mẹ mới ạ. Mẹ mà chui ra. Tôm. I choose you. Thiệt mẹ. Nó đủ loại màu luôn mấy đứa ơi. Đó. Đâu đi nè. Ủa đu đi đẻ trứng, ba đu đu đi ỉa. Trời má. Cái này chế bị ỉa đẻ trứng. Cục cứt bự vậy. Vậy. Cái đó con gì luôn anh? Cái này cứt kìa. Ờ cục cứt. Cục cứt. Cục cứt. Con cá màu tím đẹp. Ủa con gì nằm cứt. Nó đang ăn cục cứt. Ê con cá kia ăn cứt kìa. Anh thấy rồi. Ăn đô đi thiệt luôn nè. Hai con đô ri luôn. Quay sát kênh cho anh ơi. Hả? Cục này cục cất đúng không? Đô ri. Nó là cục cất đó, một con san hô đó, nó nhúc nhích được á. Hồi nãy thấy cái chân nó nhúc nhích đó mà. Tại chân nó nhúc nhích lại là. Còn này là bú san hô á, ngày đang bú san hô. Và không được nắp hồ nữa. Nói này nó đúng chiêu luôn. Trôi vậy. Should take this. Khá rồi. Damn. Nó bự vậy. Nhưng mà chưa mua luôn. Ờ, không gì nữa. Mẹ review Fanta, mẹ tím ngắt. Fanta nho. Ở Việt Nam thì cũng có mẹ rồi nhưng mà. Đúng rồi. Nó suối á. Màu đây đẹp con. Màu đây đẹp phải liền. Đi chảy. À, cái này chỉ là mấy cái hình thôi. Damn, màu nè. Ôi, ấy chích o. Chích o kìa. Giống lắm không ạ? Giống lắm mà. Trong này. Giống cái cách mà mày hay bắn luôn. Bóng. Đây. Bắn o vòng cung nè, trở lên bấy. Tết. Mày bắn bóng. Mày làm cái gì bu? Ấy, tao chụp chết. Ủa mày chụp hả? Tao quay. Không được ba. Mẹ mấy con này cute bả liền gì đó, đáng yêu bả liền. Giống như cây thông á. Cái này à. Ôi dễ thương quá, con này giống cây thông quá à. Nhìn vui quá à. Có bán không? Ôi con này dễ thương quá à. Trẻ. Mấy con này độc lắm luôn á. Nhiều quá à. Chơi đủ. Con cua đá hả mày? Má to phải liền hả? Cua đây đây. Đi mà. Thì chính là coi nào, chính là coi. Trời ơi. Má con rỉ này. Trời mẹ con rỉ này nè. Con cái này ăn con này 17 18 triệu. Mà mày nắm mày. Hơn luôn. 18 triệu à. Hơn luôn á. Nó bự quá liền. Má là nhà này đi cua. Đó mẹ ơi. Đầu kia nhìn khổ. Cái quần gì á? Nhưng cá sấu mày. À. Kiểu đầu cá sấu của mình nó cá nhiều. Mỏ mang dịch. Cá lục đầu á. Cá lục đầu á. Mày nghĩ nó cá lục đầu. Trời ơi coi cái mỏ này nè. Cá ơi, cá này là cá gọi là gì ta? Không bự. À, cá nghiệp. Nghiệp tủ bánh môi, nghiệp tủ bánh môi. Đâu mất cá nghiệp thiệt. Cá nghiệp. Cá nghiệp. Cá mỏ dịch. Đây rồi, cái bình hồi nãy đây rồi. Nè má cái bình to chà bá hồi nãy nè. Trời con mẹ nó. Rest in peace mẹ đi mẹ. Sad story. Chứ là tác phẩm này một coi bao. Ừ thì sad story. Trai một điều nè. Mẹ bự vãi cả nồi, nó bự vãi cả nồi, nó bự. Nó có sụp xuống không? Có mấy cá nè. Hôm này chỉ là màn hình đó các bạn ơi. Cái này nó ở trong Trung Quốc vậy là nó thấy. Nó chỉ là màn hình đó các bạn bị lừa rồi. Ở mấy dưới còn lót kính nữa. Ý, múa này treo nhà mập. Ờ. Mày này hay quá. Nhà mình chứ.